Và ngày sau đây để liên tục chương trình thì Thanh Tịnh sẽ gửi đến toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc hôm nay một cái bài vọng cổ sáng tác của Thế Hưng. Bài vọng cổ được mang tên Bạn Đời Ơi Cho Nhắn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ok, xin chào, chào tất cả. Trời đất ơi, không hẹn sao đến đúng lúc quá chứ. Đó, tôi chịu vậy đó. Trong tứ lỗ tường mình hợp nhau cái chỗ này nè. Cái chỗ là ăn nhậu đó. Bởi vậy người ta nói ăn nhậu nó có nhiều anh em, đông nó vui, nhưng mà hơi hao. Nhưng không sao, không sao, kệ nó. Cứ sáng rồi mình chơi cho tới chiều tối cái mình ngủ à. Sao, tiên di chủ, hậu di khách hả? Được rồi, tôi cầm ly đây ha. Tôi mời bà con chú bác, cậu mợ gì anh chị bên nội bên ngoại cái bàn tròn này ha. Vô ha, 100% nha. 1, 2, 3, vô. Đó, ngon lành chưa? Rồi tới anh em mình đi chứ. Đừng có cầm, đừng để mất trớn hết. Đừng có dách xị chảo sạch xị dầu. Uống một xị rượu mà tốn 10 xị dầu đó là quải lắm đó nha. Nè, hãy uống nước đi, chúng mình cùng cạn ly. Anh em mình mấy khi mà lại gặp nhau, gặp nhau thì ta cứ uống, ta uống cho thật là say, nghe vui nghe cho hết đêm nay. Uống đi rồi ta tâm sự, tìm hiểu thông cảm đổi trao, nghe cảm thông nhau bằng tình với rượu. Đây chén rượu, rượu tình rượu nghĩa, nghe nó nghe kết thêm tình nghĩa muôn đời. Một cái lon này, hết lon này lấy lon khác uống thêm. Vui vẻ lên đi, nghe cho nghe quên hết cái sự đời. Nắng mưa là chuyện của ông trời, còn chuyện của mình ăn nhậu là để nhớ hàng ngày vui. Vui vẻ đi đi anh em, đúng không? Bạn đời thấy ăn nhậu như vậy có vui không? Vui quá xá chứ còn cái gì nữa. Giá lại tôi nhậu không có lè nhè, cho nên anh em ai cũng thích. Vì cái chỗ thích mà ít được ở nhà. Nay đám hỏi, mai đám cưới, bữa kia đầy tháng, thôi nôi đám vỗ tùm lum tới la hết. Nhiều khi đi làm về gặp anh em bạn rước luôn. Ban đầu đó nghe vợ tôi nó còn đi kiếm, giết rồi quen khỏi kiếm luôn. Nói chân nói cẳng gặp độ hộp ru, chơi xa láng sáng về sớm. Cảm ơn anh nha. Đàn bà mà đâu có ai thích chồng mình đi nhậu. Cực chẳng đã lỡ kẹt không biết sao. Cái đây tôi nhớ là cái mình là chân căng cái bữa đó tôi đang đầy tháng con của thằng bạn. Nhậu từ chiều cho tới tối. Xinh xinh về nhà tôi nghe vợ tôi tâm sự với mấy đứa em vợ tôi vậy nè. Nó nói chưa lấy chồng, đừng lấy chồng sai nha. Đã không hạnh phúc mà lại hai rầy rà nhà chồng người ta. Sao mấy nhà mê nhà chồng tôi, nói tới ai cùng chơi cùng cười. Bởi vì anh ăn nhậu ly bì, chẳng cái gì đến nói chuyện tưởng là nhà hãy nghe nhà tới nhậu ảnh bay đi liền. Uống rượu biết tại cửa nhà bể bối, nghe lỗi phận làm chồng thiếu trách nhiệm làm cha nghe đàn ông mà không biết là sang thì giờ chắc là xã hội cũng không có ai cần. Tôi nghe vậy tôi mới tự ngoài cửa tôi tràn vào tôi nói măng ăn mà cho má mày ăn nói cái gì kỳ. Bạn bè thân mình họ tới rượu ghen nhà bao nhiêu người không rượu không lẽ tự nhiên rượu mình. Tôi uống rượu đây là rượu tình rượu nghĩa. Nếu ta có sai cũng sai nghĩa sai nhân, rồi đâu có phải sai mà mất hết hư thân thì chắc xã hội cũng không có ai dòm. Bà mới quay lại bà nói chứ bạn bè anh cầm anh bạn bè. Nhưng mà vừa phải thôi nghe cho có đâu một tháng anh sai tới 30 ngày cũng uống rượu biết cửa nhà bê bối nghe lỗi phần là. Dạ vô 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 thì chắc xã hội cũng không có ai cả.
ở bạn đời thấy ăn nhậu như vậy có vui không? Vui quá xá chứ còn cái gì nữa. Giá lại tôi nhậu không có lè nhè nghe, cho nên anh em ai cũng thích. Vô cái nữa nào anh em ơi, từ cái chỗ thích mệt được ở nhà đó. Vô 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 à, ngon lành ha. À, bạn đời thấy vui không? À. Nhưng mà rung rồi nè bạn, nhớ hồi đó hễ gặp rượu như lân gặp phao, say nằm nhà còn tỉnh táo thì đi kiếm anh em. Dạ. Uống riết rồi quen say như cái hũ hèm, ai bảo ai khuyên cũng không thèm để ý. Bỏ mặt vợ con lo nồi cơm trắp ca, túng thiếu chẳng lo nợ nần, chẳng biết chỉ biết vui say thỏa thích cho riêng. Mình dân nhậu khen tôi là tay chịu chơi số một ở trên trời, những chàng pháo tay quan hô tán tụng khi tôi trổ tài uống chén hoặc uống chai. Bệnh ít nghỉ vài ngày đó rồi lại ra trai, còn ngồi chạy được thì ối thôi uống hoài không có nghỉ. Mãi đến hôm nay nằm ngay cán bút nga mặt láng tại hùng ba ôm ma gái cùng phòng. Chồng con quán hận cho anh em bè bạn nghịch nhau uống rượu quỷ rượu ma toàn là chất độc, để thử đổ cơn qua rượu giọt vào sang cũng hậu học cờ lưu linh mai vui say cho ta đời. Từ xưa tới nay rượu là lễ nghĩa thảo ngay lai rai dày đi cho nghĩa tình mình vị chi, bởi mỗi con người là một tổng qua quý nga để rượu giết mình nga buồn nga lắm bạn đời ơi. Vâng, xin chân thành cảm ơn những cành hoa thân thương cũng như những dòng vỗ tay của toàn thể quý vị rất là nhiều.